Rồi hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cái máy xông tinh dầu công nghiệp. Máy này thì sử dụng là tinh dầu nguyên chất nha, trực tiếp không có dùng pha với nước. Thì cái diện tích khuếch tán của máy này là từ 200 tới 300 mét vuông. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng. Bước 1 là chúng ta ghim điện vào. Sau khi mà ghim điện á, chúng ta sẽ được có cái màn hình số như thế này. Ở trên đây là đang biểu thị là giờ và ngày của thực tế của chúng ta. Ví dụ mà ở trên máy nó hiển thị sai á, thì mình phải điều chỉnh lại cho đúng trùng với lại ngày giờ thực tế của mình hiện tại. Ví dụ bên em bây giờ là đang 10 giờ 30 phút thứ ba đi, thì em sẽ điều chỉnh sau. Em sẽ ấn vào nút set 10 giờ 30 phút, ở đây 10 giờ đúng rồi nên em sẽ qua phần tiếp theo là 9 phút. Đây, chúng ta tăng lên. Rồi 10 giờ 30 phút nhưng mà là thứ ba. Thì em sẽ chỉnh ở đây là về thứ ba. Đó, là chúng ta đang cài đặt cho thời gian của máy trùng với thời gian thực tế. Rồi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cài cài cho các chế độ tự động phun của máy. Thì máy có 4 chế độ phun tự động. Chúng ta ấn vào nút mode. Đầu tiên chúng ta phải chọn cái thời gian hoạt động của máy. Thì máy là có 4 chế độ. Máy là có 4 chế độ thời gian là đây, từ thứ hai tới thứ thứ bảy, từ thứ hai tới thứ năm, xin lỗi mọi người, em sẽ nói lại là từ thứ hai đến chủ nhật, từ thứ hai đến thứ bảy, từ thứ hai đến thứ sáu và thứ bảy chủ nhật. Đó có nghĩa là ở đây nếu mà mọi người mà muốn máy hoạt động từ thứ hai đến chủ nhật á, thì chúng ta sẽ chỉnh rồi như này. Ngày là hoàn chỉnh nè, xong chúng ta sẽ ấn tiếp nút mode. Đây, chúng ta sẽ cài chế độ 1, chế độ 2, chế độ 3 và chế độ 4. Giờ em sẽ bắt đầu cho mọi người cài cái chế độ 1 trước nha, vì chế độ 1 và hay là các chế độ khác đó, thì cài cũng như nhau thôi. Mà mọi người lưu ý giùm em nha. Rồi, ở đây em sẽ bắt đầu nè. Chế độ 1 đúng không? Em sẽ ấn set. Đầu tiên là on timing, có nghĩa là thời gian máy bắt đầu hoạt động. Ở đây em sẽ cài cho nó là 14 giờ đi. Đó thì em sẽ ấn chuyển qua đây. Nếu mà em muốn chỉnh giờ lên xuống đây. Em muốn chỉnh chỉnh qua phút thì em sẽ ấn nút set qua chỉnh giờ phút. Rồi. Rồi, như vậy là thời gian bắt đầu làm việc của máy là 3 giờ chiều nha. Khi mà chỉnh xong á, em tiếp tục ấn set timing off, có nghĩa là thời gian máy nó bắt đầu tắt. Thì nếu mà mình muốn chỉnh lên xuống thì cũng tiếp tục up down. Ví dụ như là em muốn máy hoạt động tới 5 giờ chiều, em sẽ chỉnh tăng lên. Đó, xé tiếp chỉnh phút. Ở đây em không có muốn chỉnh nữa nên em sẽ bỏ qua. Rồi, khi mà chỉnh xong cái thời gian tắt, em muốn tiếp tục set, em ấn tiếp tục cái nút set nè. Rồi, on cycle có nghĩa là thời gian mà máy phun. Thì chúng ta có thể chỉnh được thời gian máy phun là từ 0, từ 5 giây cho đến 300 giây. Đây. Đó, 265, 270, 280, 290, 295, 300. Rồi ví dụ em sẽ cho máy hoạt động là 30 giây phun nha. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ ấn tiếp nút set nè, chuyển qua chế độ khác nè. Đó, cycle off có nghĩa là thời gian mà máy tắt. Thời gian mà máy ngừng không phun á thì máy ngừng không phun thì có thể là ngừng từ 0 giây từ 5 giây đến 900 giây. Ở đây mình chỉnh giùm em nha, up là cũng đã tăng lên nè, đó, down thì hạ xuống. Rồi ở đây em cho máy ngừng tầm 10 giây, ngừng tầm 25 giây đi. Rồi như vậy là chúng ta đã cài xong cái chế độ 1 á, thì mình ấn tiếp tục cho em nút set nè. Rồi chúng ta kiểm tra lại nha, thời gian bắt đầu là 3 giờ chiều nè, thời gian kết thúc là 5 giờ chiều nè, thời gian máy phun là 30 giây nè, thời gian máy tắt là 25 giây nè. Thì có nghĩa là máy sẽ phun 30 giây và ngừng 25 giây, sau đó tiếp tục phun 30 giây trong cái khoảng thời gian từ 3 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Rồi khi mà mình đã chỉnh xong hết rồi, mình ấn trên nút mode nè. Đó là qua chế độ 2. Cái chế độ 2 mình có thể chỉnh tương tự như vậy thôi. Rồi sau khi mà mình chỉnh xong như vậy là mình cứ chờ cho thời gian rồi máy hoạt động thôi. Nếu mà mọi người vẫn chưa cài được á,
thì có thể liên hệ em qua cái số điện thoại là 0855 61 3355. Các bạn Zalo em sẽ hướng dẫn chi tiết thêm nha.